Hôm nay trả bài, điểm ấy tốt sẽ đọc tên. Em Ánh thi được điểm 10, học em ấy tốt hẳn lên. Chung thì tại sao thi kém, được có 4,5 này. Cô cho em ngồi để cắm ánh, nên tại sao kém như vậy? Thì số muốn chung học bài, nhưng thi phải thì đen thôi. Còn em thì số quá đỏ, người ta gọi là may thôi. Em có ý kiến với lớp, và mọi người nhầm quá rồi. Người nhà Ánh gặp cô xin xỏ, hỏi tại sao trả điểm 10. Này Chung ơi, hãy lên đây, để cô đưa đề thi cho đề soát kỹ. Xem ai xin hay điểm thật, mà láo nao tin sai vậy em. Dạ vâng thưa cô, em nhận ra sai rồi ạ. Vậy thì hôm nay bố của anh có lời là để anh thi quốc gia, bổ sung môn toán nha, thể ôn 3-4K. Tại sao như thế mà, ôi trời ơi, chết mất. Chỉ có đường chạy lên rời, định mệnh chúng mà nhìn cái gì, tiền lên cũng chỉ là ngày để. Bạn bình tĩnh nào đừng nóng vội, tôi đây không có ý để bạn có tội. Mày ngậm mõm và đừng nói nhiều, động vào người yêu anh tao. Một phát tấm thầy cho đại ca, cái tát vỡ hết mồm ra. Mình đau quá thôi xin được tha, kia cô giáo đang đứng ngay kia, tao phải chuồn ngay đã, bye bye bạn nha. Con chó kia dám lừa tao, tổ sư phố bắt nó về đây, đuổi theo ngay bắt lấy. Nhanh lên. Thằng danh đấy sao vào hàng quán nhỉ? Không biết nó vào trong đấy để làm gì. Nó kêu chụp ảnh là lãng phí, trong khi nó vào ngồi ăn như chí. Nhưng mà thôi không nói nhiều nữa, chúng mày xông vào tấn công nó đi. Tao hiểu rồi, lần này là nó không sai. Nhưng hoàn cảnh nhà nghèo mà giấu không khai. Vâng em trong thương thương tội quá anh ơi. Cái thằng này người gầy chẳng sách xô vơi. Nó hoàn cảnh vậy mà mình mắng sơi sơi. Chắc là giờ mình vào hổ nó anh ơi. Này bọn mày mình về nào rút hơn thôi. Ở ngoài hàng mình vào ngược nó ra thôi. Hay tại sao như này, ai đã lấy sơn bôi vào đây? Các bạn nghĩ tôi vui lắm đây, trước lớp trường bây giờ chẳng cần đâu. Ghi tên cũng chỉ giúp các bạn, cứ viết vô nhưng đâu gửi cô. Cô giao cho việc vẽ bao tường, nếu không làm cô giao phạt thì ấm mưa. Nhưng thử xem tôi đã được gì, ai muốn thấy lên thay hộ đi. Chứ đừng chơi trò xấu xa này, ảnh hưởng lớp như thế chẳng hay. Tất cả do thằng anh cầm đầu. Đừng nói thế, tao làm gì đâu. Do mày sơn tem lem vào tường, để cho chúng hôm nay phải tổn thương. Cầm đi mẹ cái con tâm thần, bố đéo bao giờ trời tiểu. Xem màu sơn đây này, nó chính là sơn bóng hồng của Quỳnh đây. Tại sao lại cúi mặt vậy?